Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo trên kênh VTC16. Thưa quý vị, cúm gia cầm xuất hiện tự nhiên ở chim hoang dã và lây lan sang các loại gia cầm nuôi tại nhà như là gà, gà tây, vịt, ngan. Bệnh cúm gia cầm được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2003 và theo thống kê của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2003 cho đến năm 2007 xuất hiện 5 đợt dịch chính. Dịch xảy ra gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho chăn nuôi gia cầm ở nước ta với hàng trăm triệu con gia cầm bị chết và buộc phải tiêu hủy. Sau những đợt dịch xảy ra ở mức độ rộng gây thiệt hại lớn thì bệnh cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác ở các địa phương. Không chỉ gây thiệt hại trên đàn gia cầm mà cúm gia cầm còn đe dọa tới sức khỏe con người. Và mới đây thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận ca nhiễm cúm AH5 đầu tiên là bé gái 4 tuổi, địa chỉ tại khu 10, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo của Bộ Y tế thì đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam sau 8 năm Việt Nam không có trường hợp tử vong hoặc là nhiễm cúm AH5. Và cũng theo Bộ Y tế thì từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 128 người nhiễm virus cúm gia cầm chủng AH5, trong đó thì có 64 người tử vong. Nguyên nhân cũng như là nguy cơ lây lan cúm gia cầm trên người ra sao, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH5 từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân là bé gái hơn 4 tuổi tại Phú Thọ. Đây là ca bệnh cúm gia cầm trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Theo người nhà của bệnh nhi, khoảng một tuần trước khi trẻ nhập viện, gia đình có mổ ngan, gà có biểu hiện ốm để ăn. Cúm A có 15 loại kháng nguyên H, từ H1 tới H15 và 9 loại kháng nguyên N, từ N1 tới N9. Những tổ hợp của hai loại kháng nguyên này tạo nên các phân loại khác nhau của virus cúm A. Trong đó, virus AH5N1 là chủng cúm rất nguy hiểm do có độc lực cao. Hơn 20 năm qua, sự bùng phát của virus H5N1 đã làm hàng chục triệu gia cầm nhiễm bệnh và chết. Các nhà khoa học đánh giá H5N1 là loại virus có khả năng tự biến đổi hoặc tái tổ hợp rất cao. Chúng có thể kết hợp với virus cúm ở người, tạo ra một loại virus mới có đầy đủ tính năng của hai loại virus cũ, dễ dàng tạo ra đại dịch cúm cho người với tỷ lệ biến chứng nặng, nguy cơ tử vong rất lớn. Các chủng virus độc lực cao có thể tồn tại lâu trong môi trường, đặc biệt ở nhiệt độ thấp. Chúng có thể sống ít nhất 35 ngày ở nhiệt độ 40 độ C, nhưng nếu đông băng thì có khả năng sống trong nhiều năm. Ở nhiệt độ 37 độ C, chúng có thể sống đến 6 ngày trong phân gia cầm. Tỷ lệ biến chứng và tử vong ở người nhiễm cúm AH5N1 rất cao, từ 50 tới 60% trường hợp mắc. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác tại nhiều địa phương trên cả nước. Và đây là điều đáng lo ngại bởi tổng đàn gia cầm của Việt Nam rất là lớn, lên tới 540 triệu con gia cầm. Vào dịp cuối năm thì nhu cầu tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Đây cũng là thời điểm mà nhiều trang trại chăn nuôi bắt đầu tái đàn. Bên cạnh đó thì thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và bắt đầu có sự thay đổi bất lợi, bất thường thì sẽ thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Dự báo trong thời gian tới thì nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm lây lan sang người rất cao. Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy trên 77.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Thì có một số cái lý do chính. Cái thứ nhất đó là cái tổng đàn gia cầm của chúng ta rất lớn và chăn nuôi thì nhỏ lẻ chiếm đa số, chưa đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y cũng như là cái việc mà tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm chưa được triển khai một cách triệt để. Cái thứ hai thì là chúng ta hiện tại là có một số cái chủng virus cúm gia cầm vẫn lưu hành tại nước ta, đó là cái chủng mà H5N1, H5N6 và H5N8 và lưu hành ở một số địa phương. Và cụ thể là có một số địa phương thì cái tỷ lệ lưu hành cũng tương đối cao, tức là có khoảng tới 5-6% trong cái đàn gia cầm. Cái điểm nữa đó là cái việc mà giao thương, buôn bán, vận chuyển cũng như là tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm ở trong nước lại tăng mạnh vào trong các cái tháng mà cuối năm này. Và cái việc mà giết mổ thì nhỏ lẻ thì vẫn còn phổ biến, không đảm bảo cái yêu cầu vệ sinh thú y. Và một cái nguyên nhân nữa đó là cái tình trạng mà nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm thì ở một số tỉnh địa phương biên giới vẫn còn xảy ra, rất khó kiểm soát. Theo các chuyên gia dịch tễ, Việt Nam là một trong những nước có sự lưu hành của nhiều chủng virus cúm, bao gồm các chủng cúm gia cầm AH5, AH5N1, AH5N6, AH5N8, các chủng AH7N9, AH5N2 chưa xuất hiện ở Việt Nam
nhưng luôn có nguy cơ xâm nhập thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Phía cục thú y thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cục là tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương để cùng là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm các cái trường hợp mà gia cầm có biểu hiện bệnh hoặc bị bệnh, hoặc những địa phương để mà kiểm tra cái việc mà thực hiện cái tiêm phòng đối với cả đàn gia cầm để mà tiêm phòng bổ sung để đảm bảo rằng cái tiêm phòng đạt cái tỷ lệ để có thể phòng được bệnh. Khi mà có dịch bệnh xảy ra thì sẽ chỉ đạo các đơn vị là thực hiện ngay các biện pháp phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan và kiểm soát khi mà dịch còn đang ở diện hẹp đấy. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm AH5, đồng thời để chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm trên gia cầm, hạn chế thấp nhất virus cúm gia cầm lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, AH5N8 và các chủng virus cúm gia cầm khác. Thưa quý vị, theo quy định hiện hành, khi cơ sở chăn nuôi phát hiện bệnh cúm gia cầm thì toàn bộ số gia cầm của cơ sở đó sẽ phải mang đi tiêu hủy và tiêu độc, gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi, gia cầm nói riêng cũng như là ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung. Do đó mà việc phòng dịch bệnh là việc quan trọng hàng đầu. Tại Phú Thọ, nơi mà xuất hiện ca cúm gia cầm trên người mới đây, thì việc phòng dịch cũng được ngành nông nghiệp cùng các địa phương tập trung triển khai nhằm ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hiện cúm gia cầm ở người chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy mà bên cạnh việc phòng bệnh cúm gia cầm trong đàn vật nuôi, thì người dân cũng cần chủ động phòng bệnh cho chính mình. Cụ thể là chúng ta không nên giết mổ cũng như là sử dụng gia cầm ốm chết không rõ nguyên nhân. Chúng ta không buôn bán, sử dụng thịt và trứng, sản phẩm trứng gia cầm không rõ nguồn gốc. Không ăn tiết canh, không ăn thịt, trứng gia cầm chưa được chế biến kỹ. Khi mà phát hiện có gia cầm ốm, chết thì cần phải báo kịp thời cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, nếu mà xuất hiện các biểu hiện cúm có liên quan đến tiếp xúc gia cầm thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút cảnh báo ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.